Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh vui vẻ và có được ngày làm việc thành công nhất nha anh em. Hôm nay á, là ngày 26 tháng Giêng rồi. Mới đây mà cũng gần hết một tháng rồi ha anh em. Thì tiếp tục với những công việc trên những cây mai mình chơi hoa Tết ha. Thì mình sẽ chăm sóc cái bộ lá cây. Thì cứ định kỳ một tuần hoặc 10 ngày anh em. Thì mình phải phun các cái dưỡng chất cho cây. Đồng thời mình sẽ kết hợp sâu và bọ trĩ trong cái thời điểm mà cây có lá non nha anh em. Trước khi cây ra lá non và trong khi cây ra lá non thì phải sâu và bọ trĩ định kỳ. Còn lá già thì khỏi ha. Đó. Như những cái mầm non như thế này nè, anh em mà bỏ quên ha là bọ trĩ nó sẽ cắn từ lúc mà nó còn bé xíu vậy nha anh em, chứ không phải cây ra lá như vậy nó mới ăn đâu ha. Đôi khi á, những anh em có nói á, sao tôi cũng phun vòng, tôi thấy có lá non tôi phun, nhưng mà nó đã cắn trước kia rồi nè, nó đã cắn trước khi nhỏ hơn mấy cái chồi này nữa là nó đã chích hút rồi đó. Chứ nhiều khi mình cũng phun mà nó chích hút trước thì đâu có biết được. Trong tháng giêng này thì có khoảng 3 việc mà mình cần làm cho cây mai định kỳ anh em ha. Riêng cái việc phun sâu vào bọ trĩ thì cũng không nói đi, còn phun các dưỡng chất nữa anh em. À, rồi kích chồi rồi nữa ha, rồi tưới kích rễ, rồi tưới các nấm khuẩn nữa. Đó, đây nó có lá bị bọ trĩ cắn từ lúc nhỏ nha anh em, chứ không phải mới bây giờ nó cắn đâu ha. Mình thì cũng phun phòng định kỳ cũng rất là kỹ nha anh em, nhưng mà không đề phòng 100% được đâu ha. Đó, nó cắn từ lúc nhỏ xíu xíu như thế này thì không biết được. Mình phun thuốc diệt bọ trĩ, phòng ngừa bọ trĩ, thì đồng thời con sâu ăn lá thì nó cũng chết luôn anh em, nó không thể tấn công được. Thuốc sâu á thì chưa chắc gì diệt bọ trĩ được, nhưng thuốc trị bọ trĩ thì diệt luôn cả sâu ăn lá anh em. Nhưng mà quan trọng thì mình phải đổi loại thuốc trị bọ trĩ ha, để con bọ trĩ nó không kháng thuốc. Mình vừa rồi mình gửi cho anh em các combo sản phẩm xài nguyên năm á, thì mình chỉ để một loại trị bọ trĩ thôi ha, còn anh em về anh em thiếu thì mua các loại khác nha. Chứ giờ gửi cả chừng cái 5-7 loại bò trĩ thì nó cộng đơn giá lên cao, thì anh em nhiều anh em không có chịu. Hôm nay mình sẽ kết hợp cái kẽm manhê này nè ha, pha chung được với thuốc trị bò trĩ nha nè. Thì hai loại này mình cộng chung lại để cho nó vừa trị bò trĩ, vừa là giúp cho cái lá của mình sau này nè nó hạn chế được cái hiện tượng vàng lá gân xanh ha. Đây là cái loại mà mình thường gửi cho anh em nè, Phú Sĩ ha, kẽm manhê. Nó các thành phần nó chứa chủ yếu là kẽm và manhê thôi. Còn anh em không có loại này á, ở chỗ anh em có kẽm manhê cộng đồng cộng sắt rồi gì vô càng nhiều nữa thì cũng được thôi, chứ không có gì hết. Trừ khi ở những chỗ anh em mà mua không có hoặc là khó tìm quá thì có thể alo cho mình sẽ gửi các loại mà anh em cần ha. Còn mua có mua tại chỗ thì để đỡ tốn tiền ship, mình không có bao ship cho ai đâu nha nè ha. Gửi sản phẩm cho anh em thì người ta trích phần trăm cho mình đó, để làm chi phí mà đóng gói đồ này kia nữa. Cái bộ đôi này thì cũng gần như là bắt buộc rồi anh em, phun trên cây khi nó chuẩn bị ra lá non, nó mới nhú mầm thôi và cây nó đang có lá non thì mình phun bộ đôi này ha, cho tới khi cây nó chuyển sang già thì con bọ trĩ và con sâu nó không tấn công được. Cho nên lần này là lần thứ ba là mình phun cái bộ đôi này rồi ha. Thì mỗi lần phun, mỗi lần làm bất cứ việc gì mình đều gửi video đến với anh em để anh em cùng làm với mình cho vui. Sẵn clip này á thì mình cũng xin vài phút nói chuyện ngoài lề ha, để gửi đến anh em khán giả những người mà đã dùng cái sản phẩm bộ combo nguyên năm, phân thuốc nguyên năm cho cây mai của mình ha. Thì anh em nào đang dùng phân thuốc mà mình gửi cho anh em á cho cây mai thì cũng thông cảm cho mình ha. Đây. Nguyên cái bộ sản phẩm này là gồm tất cả là 11 loại, cần để xài hết năm luôn anh em. Nhưng mà chưa đủ đâu, nếu mà mình đưa thêm nhiều sản phẩm vào quá thì cái đơn giá nó cao lên nhiều lắm. Đó, cho nên có những anh em mà có một hai cây nó trời ơi sao tôi có một hai cây mà đưa cái đơn mắc chưa. Nhưng mà cái này đây là gói gọn lắm, là 11 sản phẩm là cần xài chơi được, chơi hoa Tết được cho cây ha. Cái quan trọng mình muốn nói với anh em á, với những ai đã từng và sắp sửa tới đây sẽ dùng cái sản phẩm phân thuốc từ mình á, từ mình gửi á, thì thông cảm cho mình ha, vì anh em không có biết không có rành nên mới nhờ mình mua mình gửi giùm, à mà không phải làm giùm anh em, mình mua mình gửi mình có phần trăm trong đó đó, đó kiếm tiền cà phê ha, đó, không có làm giùm cho ai hết nha. Đó mình gửi cho anh em thì anh em có ý là
gửi luôn kèm theo cái giấy hướng dẫn sử dụng, nhưng mà không được cái này, tại vì á, là không thể nào ghi ra giấy nổi, mà từ đây tới cuối năm có hàng trăm việc làm sao ghi nổi, không ghi nổi nha. Nó mình mới có ý là anh em cần gì thì cứ điện 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 thoại nói chuyện với mình, nhưng mà anh em biết sao, nó ngặt ở cái chỗ á, là cả trăm người mua rồi đó, nó cả trăm người mua rồi mà một người điện 5 7 phút thì mình không bắt máy kịp nha. Đôi khi mình làm việc nó chứ không phải là mình ở không để mình ngồi mình chờ mình bán phân thuốc cho anh em để sống được đâu ha, mình còn đi làm mướn cho người ta làm vườn rồi nữa. Để anh em xem ha, mình chỉ mới bắt đầu gửi phân thuốc cho anh em đầu năm nay thôi, mà không phải nữa, khoảng chừng 2 tuần thôi mà cả trăm người nghe anh em đây ha, các cái đơn của người ta nè đó, đơn ai rồi thì mình gạch rồi ha. Đó, nhiều người mà kêu mình gửi lắm, mấy ngày đầu mình gửi á, sau khi anh em nhận được phân thuốc á, thì mình cũng tiếp được điện thoại của anh em cũng ít á, còn bây giờ thì quá trời nhiều rồi, tiếp không nổi nè đó. Cho nên bữa nay là có cái ý ha, đó anh em xem một lốc như thế này nè đó, mà mới giờ còn sâu nữa thì không biết sao nữa, có chừng vài cuốn này là bình thường đó, thì cả chừng cả trăm vài trăm hay cả ngàn người thì anh em nghĩ mình tiếp điện thoại nổi không. Cho nên mình muốn anh em thông cảm mình ha, đồng ý rằng mình đã hứa với anh em là mình sẽ tư vấn với anh em khi mà nhận được hàng đó, sai gì sai gì, nhưng mà thông cảm thật là hết nổi rồi nè. Giả sử một ngày 5 7 người thì còn được, chứ một ngày vài 30 người hoặc cả 100 người thì thua luôn. Nhưng mà mình sẽ có cách ha để nhắc nhở đến với anh em từng việc một luôn ha, ngày nào tưới phân, ngày nào tưới thuốc, ngày nào phun bọ trĩ hay là phun thuốc trị bệnh rồi gì đó, hay là hữu cơ vô cơ đồ các thứ, nói chung là tất cả các việc từ đây tới cuối năm mình sẽ nhắc anh em từng việc một luôn. Chỉ cần anh em chịu bỏ ra 3 giây giúp cho mình một việc nhỏ thôi, chỉ 3 giây là khi nào mình làm bất cứ cái việc gì là anh em đều biết để làm theo hết. Ngay tại thời điểm bây giờ anh em đang xem kênh nè, anh em muốn làm theo mình thì thứ nhất là anh em phải đăng ký nè, thứ hai là ấn vào quả chuông, và thứ ba là phải ấn vào chữ tất cả. Thì nếu anh em tin tưởng mình thì làm 3 việc này trong vòng 3 giây à, đó thì anh em sẽ mình làm cái gì trên cây mai mình sẽ đẩy lên YouTube hết, là YouTube báo về, mình nhờ YouTube báo về máy cho anh em đó. Thì anh mình làm gì thì anh em làm theo, rồi sử dụng phân thuốc nào, kết hợp loại nào thời điểm nào thì anh em đều biết hết. Và bây giờ mình anh em nào chưa làm thì bắt đầu 3 giây đếm ngược anh em, 3 2 1, 3 giây là 3 bước đó ha, đăng ký, ấn vào quả chuông và ấn vào chữ tất cả ha. Mình chỉ còn cách này mới mà gửi đến tất cả những anh em mà xài sản phẩm từ mình thôi, chứ còn mà điện thoại mà nói chuyện từ người một vậy, mình nói thật đừng nói chi cả năm nha. Ngay cả khi có những anh em mà trong thời điểm chỉ có 3 việc làm từ đầu năm tới giờ thôi mà mình nói anh em lộn tới lộn lui luôn, còn kêu mình nói nguyên năm sao nói nổi. Có một số anh chị em khi đặt sản phẩm phân thuốc từ mình thì có ý kiến là trước khi đóng gói mình nên trong cái giai đoạn nào xài những sản phẩm nào thì quấn lại ghi rõ xài từ tháng đó tới tháng kia, rồi hoặc là cái loại nào kết hợp loại nào lấy băng keo quấn lại. Không làm được việc này anh em, tại vì anh em mới hiểu, trong giả sử trong giai đoạn đầu là xài mình có kết hợp loại này với loại kia, hoặc là vài tháng sau mình kết lấy cái loại trong hai loại đó mình kết hợp với loại khác nữa, thì làm sao mình kẹp vào được, rồi mình quắn rồi sao mình gỡ ra. Vì cái combo xài nguyên năm này đa phần là mình có những anh em xài ít á, là mỗi thứ mình lấy một loại một à, giả sử loại này mình quắn với loại kia, và thời gian sau mình có thể kết hợp này với thằng Nutrigol này nè đó, rồi thứ gói kết một thứ chỉ một gói thôi thì làm sao quán lại được nè. Còn cái đơn này là cái đơn rút gọn ha, dành cho những người chơi 1 2 cây 5 7 cây nhỏ nhỏ trở lại thôi ha, còn cây lớn thì mình chỉ cộng thuốc vào, cộng trong 11 cái sản phẩm này đó, có thể mình lấy nhiều lên 2 3 gói 4 5 gói gì đó. Vì anh em chưa có hiểu rõ cho nên mới có yêu cầu mà nó làm khó mình như vậy, chứ thật sự ra là mấy việc này nếu mà quán kẹp lại thì quá dễ rồi. Anh em kêu đơn chừng vài triệu để mình bỏ thật nhiều thuốc vào rồi mình quán lại rồi anh em xài dư kệ. Những việc mà anh em không hiểu thì cũng cứ mạnh dạn alo cho mình, nhưng mà tích cực xem clip một tí ha. Thôi vài phút nói chuyện tào lao vậy ha, bây giờ mình tiến hành
vào công việc chính của ngày hôm nay là phun phòng sâu và bọt trĩ nha nè, rồi kết hợp với các trung vi lượng như magie kẽm để cho giúp cho lá của nó dày hơn, nó bớt cái hiện tượng vàng lá gân xanh ha. Cái liều lượng pha thì trên bao bì của từng sản phẩm thì có ghi nha nè, anh em nào xài sản phẩm nào thì coi liều lượng trên sản phẩm đó ha, vì thời gian vừa rồi mình gửi khá là nhiều loại đó ha. Thì đứt hàng nè, hàng người ta không có về kịp thì người ta kêu xài loại khác, nhưng mà vẫn diệt được bọ trĩ, mình đảm bảo với anh em nha ha. Trừ khi anh em xài trùng loại thuốc thì lâu quá nó kháng thuốc thôi. Mình gửi phân thuốc về anh em không phải anh em pha một lần để mà tưới đâu nha anh em, thì giả sử mình xài ít thì mình pha ít ha. Có thể xài nhiều thì pha nhiều, như giả sử người ta để liều lượng vậy thì mình xài mấy lít thì mình pha bấy nhiêu nha. Cái gói này thì nó 50 gram pha 50 lít nước nè. Giả sử anh em xài một hai cây, anh em xài 5 lít nước thì anh em pha 1 phần 10 của gói ha. Mình đổ ra một cái lọ rồi gì đó, dễ bảo quản, dễ mà khi mình xài mình cũng dễ luôn. Chứ đừng để trong gói này nó khó xài, khó bảo quản ha. Rồi, mình sẽ tiến hành mình pha thuốc nha anh em. Và anh em phải nhớ ha, khi pha phun ha, phải pha ra xô bê ha, không nên pha trực tiếp vào bình đang phun anh em. Rất dễ gặp tình trạng mà nó bị phân phạm thuốc lắm ha, nên pha ra ngoài xô bê hoặc là cái thau gì đó để mình quánh thật đều lên ha, đảm bảo tan đều rồi mình mới cho vào bình để đem phun ha. Mình phun dùng cái bình 8 lít nha anh em, thì mình pha mỗi thứ là 8 gram ha. Thuốc thì dạng bột mình để trong cái keo này á, ai có tìm được mấy gói hút ẩm á, để chung vào để cho nó đừng có bị ẩm ướt ha. Còn đây mình pha nhiêu đây là mình ước ước lượng khoảng chừng 8 gram nha nè. Nó không chính xác lắm đâu nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha. Thuốc sâu và bọt trĩ mình cũng để trong cái lọ này ha. Nó cái lọ này dạng cốm nha anh em. Thì mình xài dạng cốm cũng được, dạng nước cũng được, công phi đo hay mua bento rồi gì anh em thích xài nào đó xài. Mua có cái loại nào xài loại đó. Đó, mình cũng cho khoảng nắm tầm khoảng chừng này, người ta mình xài cho bình 8 lít riết cũng quen, thấy không ảnh hưởng thì mình cứ xài ngay cái khoảng này ha. Và cho nước vào khoảng chừng 8 lít rồi mình đánh thật đều lên rồi đem phun ha. Mà nhớ phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối trời mát nha nè. Thì thuốc bệnh và thuốc sâu phun buổi chiều tối thì nó hay hơn. Còn phân bón thì phun buổi vào buổi sáng sớm thì nó hay hơn. Mà không thì anh em rảnh lúc nào, miễn là trời mát là phun được. Thông thường trên mỗi cây đọt ha, mình phun vòng sâu và bọ trĩ cái bộ đôi này khoảng chừng 3 lần là được, là lá nó hơi già là sâu và bọ trĩ nó không tấn công nữa ha. Ngoài sâu và bọ trĩ thì mình cũng còn phun các dưỡng chất khác như amirin để giải độc cho cây đó nghe nè, với gì atonit đối kích chồi rồi ha, trong giai đoạn này là phải cần. Còn sử dụng như thế nào thì những clip trước mình cũng có ra rồi, anh em nào chưa xem được có thể lục lại những clip đầu năm cho tới giờ ha. Còn sau này thì nên ấn vào đăng ký, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả thì nó thay cho lời nhắc của mình đến với anh em đó. Và sau khi tan đều rồi mình kỹ thì mình dùng cái rây để lược lại ha, để nó đỡ ba cái cặn rác rồi đó, nó ngạt bét phun của mình, cho vào phần đem phun thôi. Rồi để một tí xong clip này mình phun sau ha, vì làm hai tay cho nó dễ. Bây giờ thì mình xin được dừng clip ở đây nha anh em. Anh em xem clip đó, thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc chăm sóc cây mai ở giai đoạn đầu năm ngay tháng 1 này, thì vui lòng cho mình xin một like để giúp cho clip được YouTube đề xuất nhiều hơn, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chơi hơn anh em. Thôi, chào tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.